ngôi làng của nhiều chiến sĩ cách mạng và tướng lĩnh nổi tiếng của quân đội nhân dân Việt Nam. Nằm ngay ở đầu một dòng sông lớn, sát biên giới Việt Trung có một ngôi làng nhỏ, nhưng đã sinh ra nhiều người con kiên cường, sau đó trở thành các vị tướng quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Đó là làng Nàng Nghiềng, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Vị tướng đầu tiên Nàng Nghiềng, cái tên nghe không được thuận tai lắm quả vậy, từ nghiêng được đọc trịch từ âm tiếng Tây là ngàn, có nghĩa là ngang ngạnh, đó là vùng đất nghịch từ xưa, đến thời cách mạng vẫn mang tiếng ngàn, nhưng với nội hàm, kiên cường, không chịu khuất phục trước cường quyền, bạo lực. Tên làng, truyền thống của làng là sự khởi đầu, là tinh hoa nuôi dưỡng những đứa con của làng trở thành những vị tướng tài, những con đại bàng tung bay trong báo tố cách mạng. Vị tướng đầu tiên là thiếu tướng Lê Quảng Ba. Ông tên thật là Đàm Văn Mông, Sinh ngày 21 tháng 4 năm 1915, tham gia cách mạng từ năm 15 tuổi, năm 1930. Tháng 3 năm 1932 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1940, lần đầu tiên được gặp lãnh tụ cách mạng Nguyễn Ái Quốc ở tỉnh Tây, Trung Quốc, Lê Quảng Bà đã thực hiện xuất sắc kế sách của người đưa 40 thanh niên cao bằng đang lãnh nạn ở tỉnh Tây, Trung Quốc, về làng Nạm Quang, dự lớp huấn luyện cách mạng do Bác Hồ và các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Phùng Trí Kiên, trực tiếp giảng dạy. Kết thúc khóa huấn luyện, 40 học viên về nước hoạt động cách mạng, được ví như 40 chim đại bằng sải cánh trong dông bão, lập nhiều chiến công hiền hạch. Bác Hồ về nước, Lê Quảng Ba được giao nhiệm vụ bảo vệ và đưa đường từ Nằm Quang về Bắc Bó. Trong thời gian Bác Hồ ở Bắc Bó xây dựng căn cứ địa cách mạng từ năm 1941 đến năm 1945, Lê Quảng Ba là cán bộ quân sự đầu tiên của Đảng, được cử làm đội trưởng đội du kích Bắc Bó tháng 11 năm 1941, một trong những lực lượng để xây dựng lực lượng vũ trang sau này. Cuối năm 1944, ông được cùng các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Vũ Anh lên là xác nhận chỉ thị thành lập đội Việt Nam tiên truyền giải phóng quân. Sau ngày cách mạng thành công, mới 30 tuổi, Lê Quảng Ba được Đảng và Bác Hồ tin tưởng giao nhiều trọng trách và ông đã hoàn thành xuất sắc. Lê Quảng Ba đảm nhiệm chức vụ đặc phái viên của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đặc phái viên của tướng lưu hán giải quyết vấn đề hoa kiều trong thời gian quân đội tưởng giới thạch hoa quân nhập việt sau đó ông được cử chỉ huy nhiều chiến dịch quân sự quan trọng mặt trận đông bắc duyên hải mặt trận đông bắc hai và được cử làm tư lệnh bộ đội khu thập vạn đại sơn chỉ huy bộ đội việt nam chiến đấu trên đất trung quốc tạo điều kiện thuận lợi cho đại quân của giải phóng quân nhân dân trung hoa giải phóng miền đất phía nam trung quốc sau thắng lợi chiến dịch thập vạn đại sơn lê quảng ba được cử làm tư lệnh quân khu việt bắc Thiếu tướng Lê Quảng Ba là người có nhiều đóng góp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông là tư lệnh đầu tiên của một trong bốn đại đoàn quân đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam, đại đoàn 316, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các chiến dịch giải phóng Tây Bắc, chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông là người đầu tiên đảm nhận nhiệm vụ, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vị tướng thứ hai Một vị tướng họ đàm thứ hai cũng ở nàng nghiêng là Thượng tướng Đàm Quang Trung. Ông tên thật là Đàm Ngọc Lưu, Sinh ngày 12 tháng 9 năm 1921. Ông tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi. 1937, năm 1939 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1944 là trung đội trưởng đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Năm 1945 về Tân Trào, được Bắc Hồ cử làm đại đội trưởng đại đội Việt Mỹ tiến về giải phóng Thái Nguyên, Hà Nội. Cuối năm 1945, ông tham gia bộ đội Nam Tiến, làm chỉ huy trưởng mặt trận Quảng Nam Đà Nẵng năm 1955 là tư lệnh đại đoàn 312, năm 1961 là tư lệnh quân khu Việt Bắc, năm 1966 là tư lệnh quân khu Bón. Năm 1984, ông được phong hàm thượng tướng, được bầu vào ban bí thư trung ương đảng. Năm 1987 là phó chủ tịch hội đồng nhà nước, phó chủ tịch nước. Ngày nay, một đường phố tại trung tâm thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng được mang tên của thượng tướng Đàm Quang Trung. Ba anh em nhà họ Đàm Thượng tướng Đàm Quang Trung là con trai út trong nhà họ Đàm có 7 anh chị em. Người anh cả là Đàm Văn Lý, bí danh là Quý Quân, sinh năm 1915, cùng tuổi với Đàm Văn Mùng tức Lê Quảng Ba. Đàm Văn Lý tham gia hoạt động cách mạng rất sớm, vào Đảng năm 1932, năm 1936 là châu ủy viên châu Hà Quảng, năm 1939 bị bắt, bị đẩy lên nhà tù Sơn La. Năm 1940, lãnh đạo tổ chức vượt ngục nhưng chẳng may ông bị bắt lại bọn cai ngục đã sát hại ông chặt đầu bêu trước cổng nhà tù sơn la từ lâu tại di tích lịch sử này có tấm biển lớn ghi lại sự kiện trên còn ở huyện hà quảng hiện có một xã được đặt tên là xã quý quân lấy theo bí danh của liệt sĩ đàm văn lý người đảng viên trung kiên bất khuất còn người con trai giữa em trai đàm văn lý anh trai đàm quang trung là đàm văn lân là ai lịch sử hà quảng lịch sử cao bằng ghi chép quá khiêm tốn trong thời gian tôi đi khảo sát lấy tư liệu ở làng nà mạ để viết cuốn kim đồng nhiều người cho biết người tổ chức ra đội nhi đồng cứu quốc làng nà mạ do kim đồng nông văn rèn làm đội trưởng là anh đức thanh anh trai của đàm quang trung một người rất tài giỏi đánh giá của những người cung cấp thông tin chúng tôi bèn đi sâu tìm tài liệu thì được biết thêm đức thanh có tên họ đầy đủ là đàm minh viễn năm 1942 được bắc hồ cử phụ trách mở đường đông tiến từ Cao Bằng đánh thông đường xuống Lạng Sơn, Hà Nội. Sau này tìm hiểu thêm, tôi được biết Đàm Minh Viễn theo anh trai Đàm Văn Lý hoạt động cách mạng rất sớm. Cuối năm 1940, ông lánh sang Trịnh Tây, Trung Quốc rồi cùng Lê Quảng Ba về dự lớp huấn luyện ở Nạm Quang. Sau đó, Đàm Minh Viễn lên Bắc Bó, được Bác Hồ Giao phụ trách thanh niên cứu quốc và nhi đồng cứu quốc. Ngày 20 tháng 4 năm 1941, Đàm Minh Viễn thành lập chi đoàn thanh niên cứu quốc đầu tiên tại làng Nà Mã. Ngày 15 tháng 5 năm 1941 thành lập đội Nhi đồng Cứu quốc, cử Kim Đồng làm đội trưởng. Ngày 22 tháng 12 năm 1941 được bầu làm bí thư đoàn thanh niên cứu quốc tỉnh Cao Bằng và tham gia đội du kích Bắc Bó do Lê Quảng Ba làm đội trưởng. Thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đàm Minh Viễn đã lãnh đạo tổ chức thành công mở đường đông tiến giành chính quyền tại tỉnh Lạng Sơn. Năm 1945 đến 1946 tham gia chỉ huy bộ đội Nam Tiến rồi hy sinh ở chiến trường miền Nam. Tấm bằng tổ quốc ghi công ông Đàm Văn Lân, Đàm Minh Viễn ghi, trung đoàn trưởng quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Nhiều cán bộ lâu năm nói, Đàm Minh Viễn cũng có thể xếp vào hàng những người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã hiến dân tuổi trẻ của mình cho đất nước với những hoạt động sôi nổi, cống hiến quan trọng. Năm 22 tuổi tổ chức chi đoàn thanh niên cứu quốc đầu tiên, tổ chức đội nhi đồng cứu quốc đầu tiên. 23 tuổi là bí thư tỉnh đoàn thanh niên cứu quốc, 24, 25 tuổi tham gia lãnh đạo phong trào cách mạng và cướp chính quyền ở tỉnh Lạng Sơn, 26, 27 tuổi là trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng, phụ trách quân sự trong ủy ban kháng chiến Nam Bộ. Nếu không hy sinh, có nhiều khả năng sau đó ông sẽ được phong tướng hoặc trở thành cán bộ cấp cao của nhà nước. Làng Nàng nghiêng còn có một người nổi tiếng nữa tên là Xuân Trường, tên thật là Hoàng Văn Nhùng một trong 34 chiến sĩ trong đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đã hy sinh anh dũng trong trận đánh chiếm đồn Đồng Mu, huyện Bảo Lạc, được ghi nhận là liệt sĩ đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Hiện nay, xã Đồng Mu được gọi là xã Xuân Trường, ở trung tâm thị xã Cao Bằng cũng có một đường phố mang tên Xuân Trường. Còn nhiều con người, nhiều câu chuyện về làng nàng nghiêng mà bài viết này chưa thể đề cập tới. Xin hẹn với quý vị và các bạn vào dịp khác trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi